Alo, 124, alo, alo ạ. Alo. Một hai một hai một hai ba bốn alo rồi, xin chào tất cả các anh em. Tuấn Nam Định đã trở lại rồi đấy ạ. Cảm ơn tất cả các anh em đã cổ vũ cho Tuấn. Và đội Tiền Giang đang dẫn trước Hải Dương với tỷ số là 2-1, và nếu mà Sơn ăn trận này thì Tiền Giang sẽ vượt qua Hải Dương để giành vị thế cao hơn ở trong bảng. Vâng, còn phải đánh tiếp mới biết được có nhất bảng đây hay không, rất là vất vả. Các anh em thấy đặt tay trái cái đòn rất là nặng, đòn thực sự rất nặng và đạt dòng rất là hay. Đạt cái bóng là mình không có phương án nào để chế hết, lúc nào cũng chỉ chế cắt một quả đơn giản ra bên phải thôi. Nói chung là tay trái thì ra bóng cũng khó chịu, chế đơn giản phải và đạt cứ thế quại thì mình không biết nào mà đỡ cả, rất là khó chịu đấy. Mà đạt thì không phải sở trường phòng thủ lắm nên là đỡ ra bóng cứ muốn tranh công thôi. Nhưng lúc đầu thì là chế ra bóng của mình sẽ hơi lỗi, nhưng về sau đạt là khắc phục bằng cách là xác định sẽ đứng phòng thủ luôn cho mình đánh, nên là đạt sẽ đỡ, sẽ không lỗi nữa và mình sẽ phải giật rất nhiều quả mới ăn được điểm. Nói chung là trận đấu trông là gọi là 3-0 nhưng mà cũng khá là khó khăn đấy anh em ạ, khó khăn đấy. Xin cảm ơn chú Thắng ạ. Trận đấu này là Sơn Tè và Huy Cát. Sơn Tè thì phải nói là đòn thể quá là chút xíu ạ. Rất may mắn cho Sơn Tè, nó cũng không phải là may mắn đâu, mà thực sự thì là tại vì tấn công không phải là sở trường của Huy Cát rồi, nên là Huy Cát tấn công lỗi là một điều hoàn toàn bình thường, kể cả là với những pha bóng nó hơi dễ một tí, rất kinh khủng. Anh em nhìn thấy Phi Vũ giật là không thủng được mà Huy Cát đâu, mà nhìn Sơn Tè đóng cứ một búa thôi. Sơn Tè đang dùng cây cốt Liberty Power giá chỉ có 1,8 triệu thôi và mặt hybrid MK anh em nhé. Mặt đánh rất hay và rất bền, đóng thì vẫn là mất bóng. 4-6. Quá mạnh mẽ. Giờ phải nói là mạnh thật sự luôn đấy. Và mất bóng không à? 4-7. Cố gắng ăn ván này thì chắc là Tiền Giang sẽ vượt qua Hải Dương thôi. Rất hy vọng Sơn Tè sẽ giành chiến thắng trước Huy Cát.
quá kinh khủng, công thủ toàn diện. Chắc em ơi, chắc vào nhá. 8-4. Không biết là anh em xem qua clip thì thế nào, nhưng ở ngoài nó thực sự là kinh dị đấy, mạnh khủng khiếp luôn đấy. Cả hai vận động viên tuyệt vời. Pha bóng đầy tính kỹ thuật của cả hai vận động viên. Quá kinh khủng. Anh thế thì Huy cắt khó mà chịu được. Tần Tề quá hay. Không đỡ được. Rất mạnh. Nào. Chưa thấy ai đánh Huy cắt lại thoáng như Sơn Tẻ thế này. Rồi. Cũng không biết dùng từ gì nữa. Không biết bình luận cái gì anh em ạ. Bình luận cái gì bây giờ. Sơn Tẻ dã man quá. Toàn phun lực luôn. Hoa giật lỗi đáng tiếc của Sơn Tẻ. Hai đều rồi. Đánh Huy cắt mà có để dai dẳng là khả năng là đối lực là thua lại đấy em ạ. Sơn phải dứt điểm nhanh ván này nếu không rất khó khăn. Ba hai rồi. Sơn rất thông minh, đánh ra bóng tuyệt vời. Rất hợp lý, không có gì để nói. Cảm nhận quả bóng của Sơn là trong cái tình huống bóng cắt rất là tuyệt vời. Biết được là quả nào nặng, quả nào nhẹ. Đó là điều đó rất là khó đấy anh em nhé. Để mà đánh giá được quả bóng đúng về cái độ xoáy của nó là rất khó. Nên biết được là loại xoáy gì, xoáy lên được xuống thấy ngang rất dễ. Nhưng mà đánh giá đúng được cái độ xoáy nó xoáy đến mức nào để cho tạo ra một góc độ vật hợp lý để giật ấy, thì nó là một người nói là nó có cảm nhận tốt mới làm được. Kinh khủng thật. Không thể chống cự được. Khó rồi. Khó quá nặng rồi, hơi khó rồi. 4 đều. Huy cắt đã lên tinh thần rồi. Quá hay anh em ơi, một vài bóng không còn gì để nói. Cái cùng thứ hai vận động viên đánh toàn đang mang cá không à. Đẳng cấp thật.
lỗi rồi. À, cháu chào chú Nhật ạ. Cháu chào chú Trần Hồng Nhật, 6 đều ạ. Chắc chắn rồi, đó là 76 cho Sơn Tài. Giật bóng không lỗi được quả đó. Ngoặc trái sau đó kết. Time out cho Huy Cắt. Thưa anh Khải, là nội dung đồng đội gồm có 5 trận đơn ạ. Đội nào thắng 3 trận thì sẽ giành chiến thắng. Đội em đang dẫn 2-1 rồi. Còn thắng nốt trận này thì sẽ thắng chung cuộc 3-1. Rồi, thưa anh Phú Tường, là em vừa thắng đạt 3-0 ạ. Vâng, cháu vừa thắng trận trước trận này chú ạ, chú Tuấn Hồ ạ. Thế anh Cương Cao, là Huy Cắt đánh mặt vào mặt gai bên trái, gai tiếp 2 Grab Detect. Mặt gai được gọi là đánh giá là vua của gai dài. Các vận động viên đánh gai đỉnh cao trên thế giới của Ấn Độ đang sử dụng. Đóng nào. Quá tuyệt vời. 8-6. Thưa anh Bùi Quang Dũng, là em còn phải thắng một trận nữa mới nhất bảng. Rất nặng, cắt lại thôi. Không cắt lại. Không cắt lại. Kỳ khủng thật. Tay bằng sắt. Vâng, có thể tưởng tượng được. Nặng như thế mà vẫn cứ giật tiếp. Rẻ quá hay. Vậy là 16. Kinh khủng thật. Ban đầu 11-4, 12-15 và ván này là 16. Chưa thấy ai đánh Huy Cắt lại thoáng như vậy luôn. Nên cái đánh thực sự là rất là thoáng. Chào Tiến nhá. 11-6. Vâng, tuyệt vời. Và chiến thắng cho Tiền ra. Vâng, xin chào tất cả các anh em. Chào mọi người.